feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. Like double, his stupid eyes put me on ice, so no more.
năng và tình cảm đến từ chúc mừng cho hạnh phúc của các bạn trẻ và gia đình ngày hôm nay. Nhân dịp những ngày đầu xuân mới, thay lời gia đình trân trọng được cảm ơn sự hiện diện của quý vị, gửi lời kính chúc sức khỏe tới quý vị cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và nhiều may mắn. Và xin được cảm ơn những ly rượu mừng, những lời chúc tốt đẹp nhất của quý vị đã gửi tới gia đình và chúc mừng cho hạnh phúc của đôi tân lang tân hương ngày hôm nay. Và chúc quý vị có một bữa tiệc ngon miệng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây, xin mời các bạn trẻ chúng ta cùng tiến bước sang phía bên tay phải, nơi tháp bánh tình yêu đang chờ đợi hai bạn. Vâng, và một tràng rất lớn nữa quý vị cùng chúc mừng cho đôi bạn của chúng ta hôm nay. Trân trọng kính mời bố mẹ của cô dâu chúng ta cùng trở lại chính diện sân khấu trường. Xin trân trọng kính mời hai ông bà. Để chúng con tỏ lòng hiếu kính của những bậc làm con với cha với mẹ, xin được chúc cho cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu muôn tuổi. Và ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng rót rượu, rót bia và rót nước ngọt để nâng ly chúc mừng cho hạnh phúc của đoàn ngày hôm nay. Ban tổ chức xin phép được hô 1, 2, 3 chúng ta cùng rô để chúc mừng cho hạnh phúc của đoàn ngày hôm nay. 2, 3
cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. Một hai ba vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1 2 3 vô, uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok, cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng ba con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè, 1 2 3 vô. Go!
ban tổ chức trân trọng kính mời vị đại diện của gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Lê Trần Đoàn, nhà gái. Kính thưa các cụ, ông, các bà và các chị cùng toàn thể. Đúng không? Lời đầu tiên, cho các tôi thay mặt cho đoàn nhà trai được chân thành gửi chúc sức khỏe các ông, các bà và toàn thể con nhà gái mạnh khỏe, vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Và hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi đến đã có cái cây trầu gửi cho họ nhà gái. À, xin phép là họ nhà gái cũng như là ông cụ và cụ thân sinh, ông cụ và cụ thân sinh cho cháu Thủy được phép cho cháu Kiên và thủ tục chúng tôi đón dâu về nhà ông Thủy trên cho tới giờ. Và xin rất chân thành cảm ơn. Trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà trai. Và sau đây trân trọng kính mời bác đại diện của gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa gia đình hai họ, tôi thân mặt đoàn nhà gái xin kính chúc các cụ hai gia đình mạnh khỏe, cũng như ngày vui kinh của các cháu. Thì trước hết đầu năm mới, tôi chân thành gửi đến các cô, các ông, các bà và quý vị đại biểu lời chúc mừng năm mới thành công tốt đẹp. Xin mời các cô, hai gia đình và các bạn bè các cháu tươi nhất ăn chầu để mừng ngày chúc mừng các cháu. Xin chào, cảm ơn lời phát biểu của hai vị đại diện của hai gia đình. Kính thưa toàn thể các trường, sau khi đã có ý kiến của vị đại diện gia đình nhà trai và được sự đồng ý của gia đình nhà gái, ngay sau đây xin phép toàn thể các cụ, ông, các bà và toàn thể hội trường để chú rể sẽ vào trong nhà đón cô dâu, sau đó sẽ có nén hương và cáo với gia tiên rằng chú con đã trở thành vợ thành chồng. Xin mời.
Giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hồng.
xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ.